Rồi bây giờ bài này mình làm như thế nào? Đặt ấn phụ xong đổi miền. Đặt T bằng căn 6 chữ X xong đổi miền giùm thầy đi. Trừ 8 thế vô đây là căn 14. 5 thế đây là 1. Vậy hàm là hàm ngược. Hàm này nó bị ngược. Như vậy chúng ta sẽ ghi lại cái hàm y của mình nó sẽ là 4 trừ m nhân t cộng 3 chia cho t cộng m. Với t sẽ thuộc từ 1 đến căn 14. Sau đó chúng ta sẽ đi lấy đạo hàm. Nhân vô 4m trừ m bình trừ 3. Bây giờ ở đề đang cần đồng thì này cần nghịch biến. Nó tại biên ngược mấy em. Vậy là đạo hàm sẽ nhỏ hơn không? Bấm máy giùm thầy đi. M nhỏ hơn mấy, m lớn mấy? Hình như có một cái là 1. Đúng không? 1 với mấy? 3. Đúng không? Nhỏ hơn 1 lớn 3. Nhỏ hơn 1 lớn 3. Thế thì bây giờ chúng ta phải đặt điều kiện nữa. Điều kiện là T phải khác âm M. T phải khác âm M mà T nằm trong khoảng 1 tới căn 14. Thầy vẽ sơ đồ giúp em coi nha. 1 tới căn 14 là T. Vậy cái ngoài đây là âm M. Cái ngoài đây là âm M. Đúng không? Hai cái âm M nó nằm ngay hai cái khoảng màu xanh. Như vậy là mình sẽ suy ra được là âm M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Âm M phải lớn hơn bằng căn 14. Cho nên M phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. M phải nhỏ hơn hoặc bằng. Mày bấm vào thầy căn 14 là như. Đổi số phân đi. 3,7 trừ 3,7. Xong mình giao lại nha. Đầu tiên là cái này lấy ngoài bỏ trong, 1,3. Từ 1 tới 3 bỏ. Tiếp theo là bỏ ở trong từ trừ 3,7 tới trừ 1. Trừ 3,7 cho tới trừ 1 bỏ. Vậy là mình lấy 3 khoảng rồi mấy em. Trừ vô hạn nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3,7 chạy từ trừ 1 tới 1 và lớn hơn 3. Như vậy mình kết luận nha. Hoặc là M phải bé hơn hoặc bằng trừ 3,7. Hoặc là M phải đi từ trừ 1 cho đến 1. Hoặc là M phải lớn hơn 3. Thế thì bây giờ nó kêu mình chặn cái đầu từ trừ 10 tới 10 nè. Mình sẽ lấy từ trừ 9 cho tới trừ 3,7. Cái trường hợp đầu tiên là lấy từ trừ 9 cho tới trừ 4. Nhỏ hơn trừ 3,7 là trừ 4 thôi. Cái đoạn thứ hai là mình chỉ lấy từ trừ 1 với 0 thôi. Cái đề thứ ba là lấy từ 4 tới 9. Cộng lại cho thầy coi như số nguyên nha. Từ 4 tới 9 là 6 số nguyên. Thêm hai cái này nữa là 8, với kia 6 là 14 số. Kiểm tra đáp án. 14 số nguyên. Có ai muốn hỏi gì không?